Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Đất An Phú và tôi là Biên. Hiện tại chúng ta đang có mặt tại Ủy ban Nhân dân xã An Sơn của huyện Thủy Nguyên. Và ngày hôm nay thì xin mời toàn thể quý anh chị chúng ta cùng đi tìm hiểu về xã An Sơn nhé. Chúng ta đang đi từ Ủy ban xã và chạy dọc theo tuyến đường liên xã đi Phù Linh. Một tuyến đường mà vừa được cải tạo và nâng cấp sửa chữa rất là đẹp và khang trang trong năm 2021 vừa rồi. Và chúng ta sẽ cùng quan sát những kết cấu trên cao từ mật độ dân cư, số lượng nhà ở, rồi kết cấu hạ tầng, rồi là những khu vực có dân ở và những cái kết cấu về mặt sử dụng đất của xã An Sơn quý anh chị nhé. Này, chỉ một lát thôi và chúng ta đã chạy cuối con đường này và giáp với lại về Phà Dinh, và hiện tại nằm bên cạnh thì đã có cây cầu Dinh. Anh chị chúng ta cùng quan sát phần tiếp giáp với lại sông này. Đấy. Phía bên kia thì sẽ là tỉnh Hải Dương quý anh chị ạ. Đấy. Đây, những khu vực mà dọc mà mỹ lại bờ sông Kinh Thầy của xã An Sơn ạ. Xã An Sơn là một xã nằm về phía tây bắc của huyện Thủy Nguyên với diện tích tự nhiên 6,41 km², dân số khoảng hơn 8.000 người. Còn vị trí cụ thể của xã An Sơn thì phía nam, phía tây và phía tây bắc giáp danh mỹ lại Kinh Môn của Hải Dương và qua danh của nó là sông Kinh Thầy. Về phía đông thì tiếp giáp với lại xã Phù Linh, phía bắc và phía đông bắc thì giáp với lại xã Nại Xuân cùng của huyện Thủy Nguyên. Và đây là một xã mà cũng có cái lượng núi đá vôi, các loại núi đá ở huyện Thủy Nguyên thuộc top nhiều. Về mặt kết cấu thì như anh chị đã quan sát thì rõ ràng là xã An Sơn với cái mật độ dân ở cũng khá là vừa phải, và các cái xóm dân ở An Sơn thì chia rất nhiều xóm và thôn, và dân đặc thù ở thành các cái xóm nhỏ, sau đó đến các cánh đồng và các đường kết nối, sau đó đến các cái xóm nhỏ khác, chứ không ở tập trung vào một khu. Và trục đường chính nhất của An Sơn là cái trục đường mà đường liên xã đi Phù Linh, và hiện tại thì có thêm tuyến đường thứ hai là tuyến đường mà liên tỉnh đi Kinh Môn Hải Dương mà bắc qua cầu cầu Dinh. Cầu Dinh là một cây cầu mà được khánh thành và đưa vào sử dụng vào tháng 7 năm 2021 vừa rồi xong, giúp kết nối cái khu vực phía bắc của huyện Thủy Nguyên này với phía Kinh Môn của Hải Dương, và là bắc trực tiếp qua xã An Sơn, thay cho cái việc di chuyển ngày xưa bằng Phà Dinh. Thì hiện tại là chúng ta đã có cầu, đi lại đã thuận tiện hơn rất là nhiều rồi. Đấy. Ngoài ra thì do địa hình tiếp giáp với lại sông, một mặt sông rất là dài, thế nên ở xã An Sơn, những khu vực giáp sông thì có rất nhiều các cái khu vực hoạt động liên quan đến các bến bãi về vật liệu xây dựng, rồi các âu sửa chữa tàu, hay các khu vực khai thác về vật liệu xây dựng khoáng sản nằm dọc theo sông Kinh Thầy. Và nhắc đến An Sơn thì thật là thiếu sót nếu chúng ta không nhắc đến khu vực mà được mệnh danh là Tuyệt Tình Cốc, tức là một cái khu mà các cái dãy núi đá được khai thác đi, sau đó để lại một cái khu hồ rất là rộng, ước chừng khoảng tầm 13 ha và cũng rất là sâu. Và khi mà nước đọng ở đây chảy ra thì do các phản ứng hóa học tạo lên cái màu nước rất là xanh, trong và khá là đẹp. Một cái vẻ hoang sơ kỳ bí khi mà chụp qua những tấm hình hay những tấm ảnh ở đây thì tạo ra những cái bức ảnh rất là đẹp. Và có những thời gian thì đây là trend của các bạn giới trẻ đến đây để chụp ảnh, anh chị ạ. Nếu như quý anh chị có cái thời gian hoặc có cái dịp mà ghé thăm khu vực gần xã An Sơn này thì hãy bớt chút thời gian để qua và cùng tham quan cái khu vực, để cùng trải nghiệm cái sự hoang sơ của khu vực Tuyệt Tình Cốc này. Hãy chụp cho mình một số những kiểu ảnh để làm kỷ niệm, và Biên tin chắc là nó là những tấm ảnh rất là đẹp. Còn về quay trở lại với xã An Sơn thì về mặt thị trường bất động sản của xã An Sơn thì có thể nói là một thị trường khá là sơ khai, khi mà những lượng giao dịch nhiều nhất thì bắt đầu mới tập trung vào xã An Sơn khoảng năm 2019, rồi nhiều nhất là năm 2020. Qua năm 2021 là cái lượng giao dịch cũng đã nhiều, ít đi rất là nhiều rồi. Và đây là khu vực mà thị trường khá là sơ khai. Với cái tuyến đường mà đắt nhất của An Sơn chính là cái tuyến đường mà liên xã đi Kinh Môn, đi Phù Linh, liên xã An Sơn Phù Linh.
với ngưỡng giá theo cái sự tìm hiểu của Biên đang ghi nhận từ 10 cho đến 18 triệu trên 1 km². Và cái khu vực đoạn tuyến này khá là dài. Vì vậy nên là quý chị có thể thấy rằng là cái ngưỡng giá nó có sự dao động rất là nhiều. Còn tùy vị trí cụ thể thì sẽ có ngưỡng giá cụ thể hơn. Với các cái tuyến đường liên thôn thì sẽ có giá giao dịch đâu đó từ 5 cho đến 8 triệu trên 1 m². Nó cũng tùy từng khu vực. Và đây là cái ngưỡng giá trung bình quý anh chị ạ. Đấy, đấy là về mặt thị trường. Còn về mặt tương lai chẳng hạn thì sau khi mà cái có cây cầu cầu Dinh mà thay thế cho phà Dinh ở xã An Sơn thì giúp cho cái quá trình thông thương từ xã An Sơn nói riêng và huyện Thủy Nguyên nói chung đi các cái khu vực khác, cụ thể là sang phía Hải Dương đã tốt hơn rất là nhiều khi mà cái cây cầu này được khánh thành và đưa vào sử dụng từ tháng 7 năm 2021 vừa rồi. Thì đó cũng là một cái sự thông thương. Nhưng mà đúng là đấy, đang khánh thành tuyến cầu này thì vào đúng ở cái giai đoạn mà cái sự hạn chế và sự phòng dịch về di chuyển về Covid là rất là căng, cao thủ trong cái giai đoạn đấy. Ngoài ra nữa thì ở An Sơn thì sẽ có một cái khu vực mà được phân lô, được chia ô, được làm hạ tầng điện ngầm, cáp ngầm khá là đẹp, khá là nét ở thôn Trại Sơn của xã An Sơn. Ở khu vực này thì được theo đồn đoán dự tính thì sẽ là khu một khu tái định cư của xã An Sơn. Còn cụ thể thì chúng ta sẽ cùng chờ trong tương lai để bắt đầu có những cái cư dân hay những hộ dân được bốc, được chia về đây thì chúng ta sẽ cùng có những cái review tiếp theo. Đấy. Ngoài còn về mặt kết cấu chung về quỹ đất ở xã An Sơn thì có thể thấy rằng với 6,41 km² của toàn xã thì quỹ đất nông nghiệp chiếm khoảng 3,33 km², tương đương với lại 52%. Quỹ đất phi nông nghiệp thì 2,95 km², tương đương với lại 46%. Và trong 46% đất phi nông nghiệp này thì có 13,4% đất ở nông thôn, ORT đấy, tức là tương đương với 0,86 km². Còn đương nhiên là đất ở đô thị của xã An Sơn thì là không có rồi. Thế là cái kết cấu về mặt đất đai. Và trên đây là một số những hiểu biết qua sự tìm tòi của Biên về xã An Sơn. Có thể có những thiếu sót hoặc sai sót thì rất mong được quý anh chị bổ sung. Hãy comment để chia sẻ cùng Biên dưới những video này. Hoặc là liên hệ trực tiếp với Biên qua số điện thoại 0904 060 345. Sẽ rất vui khi được tương tác và giao lưu cùng quý anh chị. Và cuối cùng thì quý anh chị hãy like, share và đăng ký những kênh về nhà đất An Phú để cập nhật những thông tin về bất động sản Thủy Nguyên một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở trong những video tiếp theo. We'll be right back.